Các giám mục Cameroon lên án các vụ tấn công trường học. Các giám mục vùng nói tiếng Anh của Cameroon lên án các cuộc tấn công vào các trường học ở miền Tây Bắc và Tây Nam đầy xung đột của đất nước. Tuyên bố lên án của các giám mục được ký bởi Đức Tổng giám mục Andrew Nkea Kwanga của Tổng giáo phận Bamenda, đại diện các giám mục đang thi hành sứ vụ tại các vùng nói tiếng Anh của Cameroon. Tuyên bố được đưa ra sau khi 4 học sinh và một giáo viên bị giết vào ngày 24 tháng 11 tại một trường ở miền Tây Nam. Một lần nữa, trái tim chúng tôi bị đâm, các giám mục bày tỏ trong tuyên bố, đồng thời cho biết trong thời gian gần đây, các vị mục tử đã chứng kiến thảm trạng tang thương của việc các học sinh và giáo viên bị giết. Chỉ từ tháng 10 đến nay, đã có gần 10 học sinh và giáo viên vô tội bị giết. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, những nạn nhân vô tội này không phải là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng chính trị xã hội và cái chết của họ không thể là giải pháp. Việc họ bị giết là hoàn toàn vô nghĩa và không thể chấp nhận được. Chúng tôi lên án các hành động man rợ này vì nó vi phạm luật và công ước quốc tế về bảo vệ quyền bất khả xâm phạm trường học, học sinh và giáo viên, vi phạm quyền được giáo dục và chống lại điều răn thứ 5. Các giám mục viết tiếp, trong khi kêu gọi chính phủ bảo đảm an ninh cho các trường học, một lần nữa chúng tôi đặc biệt kêu gọi những kẻ gây bạo lực hãy để cho những cảm xúc chân thật của con người về tình yêu thương, sự tha thứ và lòng nhân từ tràn vào con tim để sự an toàn và an ninh của mọi người được bảo đảm, cùng với quyền của mọi trẻ em được sống, được học hành và có tương lai. Trong những năm qua, ở Cameroon, các trường học đã trở thành một chiến trường khi quân ly khai nói tiếng Anh chống chính phủ nói tiếng Pháp. Họ áp đặt một cuộc tẩy chay trường học bằng bạo lực. Trong vụ tấn công hôm 24 tháng 11, một quan chức địa phương xác nhận các chiến binh ly khai đã phục kích trong trường trước khi học sinh đến. Họ đã ăn mặc như những người lính để tạo cho học sinh cảm giác rằng họ là những người lính bảo vệ trường học. Các cuộc tấn công gần đây là một lời nhắc nhở đau thương về cái giá mà giáo dục phải trả trong cuộc chiến ly khai ở các vùng nói tiếng Anh của Cameroon. Hiện đã bước sang năm thứ 5. Liên Hiệp Quốc cho biết trong cuộc xung đột, hơn 700.000 trẻ em đã bị buộc phải nghỉ học, với 2/3 các trường phải đóng cửa. Ông Jasmine Serip, giám đốc của Quỹ Giáo dục Không Thể Chờ Đợi, cho biết cuộc khủng hoảng Cameroon là một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo phức tạp nhất trên thế giới hiện nay. Trẻ em và thanh thiếu niên phải rời bỏ nhà cửa và trường học, bị đe dọa bằng bạo lực và bắt cóc, bị ép buộc kết hôn khi còn nhỏ và bị tuyển mộ vào các nhóm vũ trang.